một cái record này. Nào, bạn nào vẽ bậy đấy. Thế là cô sẽ tẩy cái này đi nha. Rồi, bởi vì là bài nó cũng hơi nhiều cho nên là mình sẽ bắt đầu luôn nha. Nào, chuẩn bị chưa? Là hít thật lâu thở dài nào, cô còn phải vừa lấy hơi đấy. Yeah, okay, let's start it. Để có thể là chữa cho cả lớp mình luôn thì cô sẽ chữa ở trên này nhá, được không nhỉ? Cô sẽ chữa ở trên này nhá, được không? Hết rồi ạ. À. Ừ, không cho xe, không cho ấy nữa đâu. Thì học ít thôi thì cũng được, không sao hết. Nào, các bạn kia chắc là bị lỗi Zoom rồi, tại vì cũng rất nhiều bạn đang nhắn tin cho cô là cô ơi, con đang bị lỗi Zoom. Nhá. Nào, bắt đầu tiên. Nhìn cái bài này quen không nhở? Cái bài này cô đăng ở trên nhóm rồi đấy. Bây giờ chúng mình cùng chữa nhá. So, exercise one. Okay, picture one. Điền I, we, you hay they nhỉ? I, we, you or they? I, we, you or they? Có, ừ, tốt rồi, yêu lắm, rất yêu, rất thương. Khổ để các con chợ, con không biết làm hu hu. Rồi, nào, bây giờ tôi hướng dẫn nhá. Ui, đúng rồi đấy. Thì bây giờ nào, mình bắt đầu nào. Toàn sai không à, không phải lo. Bắt đầu nhá, đầu tiên, mình chỉ vào cái bức ảnh này, bạn ấy tự chỉ vào bản thân mình đúng không? Tôi, đúng rồi, ai, chính xác, tôi. Yes, ai, tôi, ừ, tôi. Chính xác rồi các con của cô. Ngon, trời, tuyệt, tuyệt vời. Đúng rồi đấy các con ạ. À. Cô thấy rất nhiều bạn comment đúng rồi. Tiếp tục nha. Mình bắt đầu tiến sang picture 2 nào. Picture 2, ok. Picture 2. Hai bạn đang nói chuyện với nhau. Đúng rồi. Cũng như việc là con đang nói chuyện với mẹ vậy. Đúng không? Thì con nói chuyện tương tác với mẹ đúng không? Đấy thì con sẽ chỉ gọi là mẹ. Hoặc là con đang nói chuyện với cả bạn con chẳng hạn thì gọi là bạn, đúng không? You. Rồi, chính xác. Đang nói chuyện với ai đó. You. Cô phải dùng cái bút này cho nên là chữ nó xấu lắm, chứ đừng viết chữ xấu như cô Ngọc nhá. Rồi, cả lớp làm tốt lắm. Tiếp tục nào, bức tranh 3, picture 3. À ha, mình nhìn thấy này, có cái bạn đội mũ ấy, có cái bạn đội mũ mà cùng đứng ở trong cái đám đấy đấy, cùng đứng ở trong cùng với mọi người đó. Đúng rồi, ôi trời đất ạ. À. Chúng tôi, chúng ta, chúng mình. Yeah, we. We, đúng rồi, các con làm đúng lắm. Đúng là các con của cô. Nào, tiếp tục nào. Picture 4. Các bạn làm tuyệt vời luôn đấy. Picture 4. Ok. Picture 4 nào. Picture 4. Mấy người? Mấy người đã? Mấy người nào? Các con comment cho cô là mấy người đã nào? Để cho các bạn mà chưa hiểu thì các bạn hiểu nhá. Mấy người nhỉ? Trong cái này có bao nhiêu người đây? How many people is pointed? Có bao nhiêu người đang được chỉ đến? No, no, no. Có bao nhiêu người đang được chỉ đến cơ? Đang được. Yes, two. Two là hai người trở lên rồi, đúng không nhỉ? Mà hai cái người này ở xa ấy, chả liên quan gì đến hai cái người đang nói chuyện cả, đúng không? Thì mình phải điền là gì? They. Giống như việc mà con nói chuyện với mẹ và kể về một cái đám bạn nào ở trong lớp mà đang bắt nạt con ấy. Các bạn ấy, đúng không? Các bạn ấy, dây, đang nói mẹ ơi hôm nay ở trên lớp ấy có bạn Bảo Ngọc ấy, có bạn Bảo Ngọc bạn ấy mắng con. Đó, có bạn Bảo Ngọc với cả bạn Linh Nhi bạn ấy mắng con. Đấy các bạn ấy, đúng không? Các bạn ấy, dây. Ừ. Rồi, đúng rồi, yêu lắm. Ok, nào tiếp tục. Tiếp tục nha. Picture 5. Cái bạn đeo mũ đó, các bạn đeo mũ đó đang nói chuyện với bao nhiêu người? Các bạn đeo mũ này đang nói chuyện với bao nhiêu người đây? Các bạn đeo mũ, à đúng rồi, 3 là mấy, là số nhiều rồi đúng không? Yes. Vì vậy thì ở đây phải là mà đang nói chuyện nha, đang nói chuyện nha, đang ngồi ra đi ra ngoài sân trường chơi đúng không? Thế là gặp nguyên một đám nào là một đám bạn, trời ơi lâu lắm rồi mình không được gặp nha, một tự nhiên đi ra ngoài gặp ở dưới sân chung cư đấy, thế là đi đi ra ngoài gặp nhìn thấy một đám bạn, ôi chào các bạn, chào các bạn đấy, thì phải là you, đúng rồi, chào các bạn, đúng rồi, you, các bạn, you vừa có nghĩa là bạn vừa có nghĩa là các bạn, được chưa? Tốt lắm các con.
Tiếp tục nào. Six. Six. Ok. Hai người đang chỉ về một cái nhân vật ở đây. Mấy người? How many? How many? How many here? One. Yes, exactly one. Mà đây là người đúng không? Người nhưng không phải vật nha. Đây là người. Đây là một cậu bạn nhỏ. Mà cậu bạn này hoặc là anh ấy này, bạn nam ấy thì mình sẽ nói như nào? Ok, một người nhá, mà lại đang chỉ, ví dụ này, cô đang ngồi nói chuyện với cả mẹ cô, đấy, xong rồi cô bảo là, ôi mẹ ơi, có cái bạn ở trong lớp ấy cứ bắt nạt con ấy, cái bạn nam ấy, kiểu lúc nào cũng đánh con ấy, cái bạn nam ấy, đã nói về một bạn nam và không đang trực tiếp ở đấy, người ta gọi là he, đúng rồi, anh ấy. Chuẩn quá. Đúng là 7, 7, ok. Ở đây thì sao nhỉ? Ở đây là đang chỉ về một bà, đúng không? Ok. Và cũng tương tự, đúng không? Thì cô đang nói chuyện với mẹ, xong rồi cô nói là mẹ ơi, hôm nay nhá, có một bà tốt bụng lắm, bà ấy dắt con nhá. Bà ấy dắt con đi qua đường á. Bác ấy dắt con đi qua đường ấy, bác gái ấy tốt bụng lắm mà con không qua được đường ấy, bác ấy dắt con đi qua đường. Bác ấy, cô ấy, bà ấy, yes she, tốt chuẩn rồi. Còn tiếp tục cái cuối cùng. The last one. The last one. Rồi, cái này không phải người đúng không? Cái thứ mà mọi người đang chỉ vào là cái cành cây. Yeah, that's a tree, that's a branch. Và nó là vật, yes. Và chỉ có một vật, nhớ là một vật đúng không? Thì mình dùng it. Tốt lắm, cả lớp, quá tuyệt vời. Thế là chờ cũng đáng đúng không? Ok, now, next, next. Next. Cô sẽ xóa này đi. Nào, mình có I, you, we, they, you, he, she, and it. Và cô mong rằng các bạn đều làm đúng nha. Tốt lắm. Rồi, bây giờ tiếp tục sang bài thứ hai nào. Bài thứ hai nha, các con nha. Nào, bài thứ hai thì đúng rồi đấy. Bài thứ hai thì chắc là bạn nào cũng rất là thích mê. Đó là bài điền số đúng không? Mình sẽ điền xem nào. Ok. Cô sẽ tua lại nha. Rồi. We have a cow here. We have a cow here. Và ở đây cô có hai từ mới. Yes, I have a new word here. Đầu tiên, it has four legs, okay, legs, rồi legs. Cái này cô không biết được ở đây, cho nên các bạn điền cho cô nhá. It has four legs, and it has how many nose? One nose, exactly, one nose here, and it has how many eyes? How many eyes? How many eyes? Two eyes. Exactly. Two eyes. And it has how many tails? How many tail? Two tail. Sorry, my fault. Two tails. Thì phải có chữ S đằng sau đúng không? Two tail à. Nhiều rồi. Hai cái tai này. Okay. And it has how many mouth? How many mouth? Các bạn nhấn cả số cho cô, cả chữ cho cô nào. Bấm số biết đâu được một lần. One mouth, exactly. And how many ear? How many ears here? How many ears? Oh my god, I'm sorry. It has one tail. Rồi, có một cái đuôi thôi mà cô lại bảo là hai cái đuôi. Cô Ngọc hư quá. Ok, cô cảm ơn nha. How many ears? How many ears? How many ears? Two ears rồi. Chính xác, two ears. Ôi, thế vừa nãy là cô lại bảo là có hai cái đuôi. Trời ơi, thật là. Đúng không? Thật là. Cô Ngọc thật là. Để cô sửa lại nhá. One tail, two ears. Và cuối cùng cái từ này khá là mới. Từ này.
Oh my god, I'm sorry. Tự nhiên thế nào cô lại nghĩ ra hai con bò có hai cái đuôi vậy? Trời đất. Nào. Cái từ này là cái móng. Hooves. Okay. Và có bao nhiêu móng? How many hooves? Four. Okay, four. Cảm ơn nha. Và cái cụ it has này này cô cũng đã chỉ cho các bạn nha. It has means nó có, đúng không? Cái con bò đúng không? Đây không phải con người thì mình dùng từ nó. Từ nó. It has. Nó có bốn chân này. Có một mũi này. Có hai mắt này. Có một đuôi thôi nhá. Đừng như cô Ngọc lại bảo con bò có hai đuôi. Có một miệng này. Có hai tai này. Và có bốn móng. Hooves. Hooves. Nếu mà chỉ có một móng thì mình sẽ là S-O-O-F. Nhưng mà có nhiều móng thì mình chuyển chữ F này này thành chữ V-E-S. Cái từ này hơi khó cho nên là các bạn phải xem lại video để mình nốt cái này vào nhá. Ok. Tiếp tục nào, nhanh nào. Ok. I have one. Mà bây giờ tôi có đúng không? Tôi có. Là bây giờ mình sang đến bài 3 nè. Tôi có. Tớ có, mình có. Ok. Tớ có, mình có đúng không? Nào bây giờ mình cùng đếm nhá. I have one mouth. Ok. I have one mouth. Câu này mẫu rồi này. Còn cái câu mà teeth, ok, teeth, răng đúng không? Răng. Thì bạn nữ này không nhìn rõ răng cho nên cô để đây để xem là các bạn có bao nhiêu cái răng. How many teeth in your mouth? How many teeth? Oh my god, 22, 44, 27. Are you sure? Oh my god. Cô không nhớ là cô có bao nhiêu răng chắc tầm. Các bạn ơi, có bao nhiêu răng trong hàm nhỉ? How many teeth? Cái này thì cô sẽ để trống nhá. Ok, nào tiếp tục. Tiếp tục nào các bạn nào. How many ears? Ears, two ears, exactly, two ears. And how many nose I have? Cô có bao nhiêu, bạn có bao nhiêu cái mũi? How many nose? Just one nose, okay. We are a person, we are human. We just have one nose, okay. Mình là người, mình chỉ có một mũi thôi. Yes, and how many hands? How many hands, please? How many hands we have? Các con có bao nhiêu tay? Bao nhiêu tay? How many? Two, exactly. Two. Good girl, good boy. And how many legs? Yeah, we have two legs. And the last one, how many feet? How many? Yeah, we have two feet. Tớ có đâu? I have one mouth. I have two ears. I have one nose. I have two hands. I have two legs. And I have two feet. Okay. Cô hy vọng rằng là các bạn đều làm đúng nhá. Các bạn đều làm đúng nhá. Sai thì mình sửa lại nhá. Không sao nhá. Okay, nào mình sẽ bắt đầu bài hôm nay, bài khó của mình này. Bài khó của mình hôm nay sẽ tiếp tục nào. Vừa nay cô nói trước rồi, it has và I have. Các bạn nào có biết không, chúng nó đều có nghĩa là có đó. Thế nên toàn là có nghĩa là có đâu. Nhưng mà các bạn biết khi nào dùng have, khi nào dùng has không? Nói là hiện tại nha, ở hiện tại nha. Tất cả các từ hôm nay cô đều dạy ở hiện tại hết. Là thời điểm hiện tại là các con có gì, các con có một cái kẹo mút hay các con đang các con có một cái bút hay là các con
có cái nọ cái kia ở hiện đại đúng không? Thì bây giờ thì sẽ như thế nào ta? Nó sẽ như thế nào nhỉ? Have là các bạn nhìn rõ lên trên bảng nhá. Các bạn nhìn rõ lên trên bảng cho cô. Ok. Nhìn rõ lên trên bảng rồi. Chúng ta có từ have. Have có. Có đúng không? Có thì sẽ là vừa nãy mình học bao nhiêu nhỉ? I, we, you, they đúng không? Xong lại he, she, it đúng không? Rồi thì mình sẽ liệt kê ra đây. Rồi. Cô sẽ cho các bạn biết là khi nào dùng have, khi nào dùng has nha. Have, S, A, V, E. Có, have. Đúng không? Có nghĩa là có. Và mình sẽ dùng với I have. Tôi có. I have a pencil. À, tớ có một cái bút chì. And you have a pen. Bạn có một cái bút. Có đúng không? I have a pen. Tớ có một cái bút. You have a pen. Bạn có một cái bút. We have a pen. Tất cả chúng tôi đều chỉ có một cái bút. We have. Và they have. Họ có một cái bút. Ok. They have a pen. They have a pen. Have got. À, các bạn nói là have got. It's okay. Có thể dùng cấu trúc have got. Từ have got là một cấu trúc mà khác với từ have got cũng là có. Các con dùng thì cũng được nha. Ok, tốt lắm. Nào, mình lặp lại nào. Các từ I, tôi đúng không? You, bạn. We, chúng tôi, chúng ta. Và từ they, họ. Thì khi mà mình nói với từ có, từ have thì mình giữ nguyên. Ok, mình chỉ để nguyên thôi. Mình sẽ giữ nguyên từ này nha. Mình không phải biến đổi, mình không cần phải thay đổi cái gì hết á. Mình không phải làm cái gì mà nó khác cả. Cứ theo cấu trúc là giống tiếng Việt thôi. Tôi có, I have. Đấy. Bạn có này, you have, đúng không? Giống tiếng Việt đâu. We have and they have. Ok. Nhưng mà đây là những chủ ngữ đúng không? Những chủ ngữ này, chủ ngữ này, chủ ngữ ai này. Chủ ngữ cô sẽ dùng vào bút đen nhá. Ok. Chủ ngữ ai này, chủ ngữ you này, chủ ngữ we này, chủ ngữ they này, thì khi cộng với các động từ như này thì mình không phải làm gì hết, mình không phải thay đổi gì á. Nhưng mà khó hơn một xíu này, khó hơn một xíu này, chờ chưa, khó hơn một xíu này. I have two laptops, two laptops thiếu thêm S nha, I have a pen. Các bạn lấy cho cô một ví dụ nào, lấy cho cô ví dụ nào, lấy cho cô ví dụ nào. Ví dụ như là they have hay là we have nào. Có thể các bạn lấy rất nhiều ví dụ ở đây. Rồi, các bạn lấy ví dụ nào. Ok, I have got cũng được, nhưng hôm nay mình học have trước rồi nhá. Rồi, thế cô cứ lấy ví dụ nhá. I have two sisters. Cô đăng trên nhóm chat này. I have two sisters. Zoom hôm nay có vấn đề một chút, thông cảm nhá. I have two sisters. Đấy, cô vừa đăng nhóm này, cô cũng viết lên đây nhá. Ví dụ, đây là ví dụ của cô này. Yeah, teacher has a blue pen. Wow, why do that? I have. Cô đang có đúng không? Cô có này. Cô có hai chị gái. Two sister. Đấy, đây là ví dụ của cô. Đúng không? I have two sisters. Ok. Nhưng mà khó hơn một xíu này. Khó hơn một xíu xíu thôi. Là cái từ này. Nó là tiếp tục nha. Sẵn sàng chưa? He has. She has. Oh. It has. And the noun has. Wow. Các bạn nhìn này.
nó đã có cái sự thay đổi nhỏ nhỏ ở đây rồi đúng không? Nó đã thay đổi nhỏ nhỏ rồi, nó đã thay đổi một chút rồi. Các bạn nhìn nhận ra sự thay đổi không nào? Các bạn comment cho cô nào. Nào, các bạn comment cho cô là đã có sự thay đổi gì nhỉ? Có sự thay đổi gì nhỉ? Ờ đúng rồi, chính xác, có sự thay đổi ở cái từ have thành từ has. Ok, thành từ has. À, đã có sự thay đổi nhỏ nhỏ rồi, thành từ has. Đó, thì khác với việc mà mình có từ I này, từ you này, từ we và từ they, thì những từ mà chỉ số, những cái thứ mà nó không liên quan đến cái cuộc hội thoại đó, đúng không? Những cái đấy mà là số ít nha, số ít, những người, những vật, những sự vật mà không đang có mặt trực tiếp đúng không, mà là số ít đi, số ít nha, là một ý, thì và cả là không có ai nhá, thì có từ he này, từ she này, từ it này, hoặc là bạn nam này, hay là bạn linh nào đấy, đúng không? Rồi thì cái từ have mình sẽ phải thay đổi một tí, mình sẽ phải cấu xé một tí, mình sẽ phải thay đổi một tí tí là nó sẽ thành cái từ has này này đó các con nhá. Rồi khi nào, có nhắc lại một lần nữa nào, mình phải thay đổi một tí, cấu xé một tí đấy, làm cho nó khác một tí khi mà có những chủ ngữ gồm he, she, it. Nói chung ấy là chủ ngữ số ít. Ok, nhiều bạn thắc mắc là tại sao ai cũng là một đúng không? Nhiều bạn thắc mắc là tại sao ai cũng là một, cũng là chủ ngữ số ít đấy chứ, đúng không? Nhưng mà tại sao mà lại không cộng với hết? Nhiều bạn thắc mắc mà, đúng không? Có bạn nào thắc mắc không? Tại sao nhỉ? Tại sao? Các con biết tại sao không? Tại vì cái chủ ngữ ai ấy, nó là khi mình chỉ vào bản thể của mình này, mình chỉ vào mình này, thì mình vẫn đang ở trong cuộc nói chuyện đúng không? Mình đang trực tiếp đúng không? Đó, thì mình không phải chia cái này, mình phải cộng với have. Và quy luật đó là vậy nhá. Đó, cái từ I thì không đi với từ has, mặc dù nó là chủ ngữ số ít, bởi vì nó ở trong cuộc hội thoại, nó đang trực tiếp mình nhá. Rồi, cô đã, có bạn nào có thắc mắc như thế không, tương tự không? Yes, hay là có. Yeah, teacher speak English well, thank you. Has là kỳ vậy cô? Đúng rồi nào. Has nó cũng có nghĩa là có nha. Đây. Has cũng có nghĩa là có. Nhưng mà sao con biết không? Con biết không tại sao không? Tại vì nhá, ví dụ này, giống như việc mà con ở nhà thì con mặc quần đùi áo cộc ấy. Đấy, ở nhà mình mặc cái nào cũng được. Nhưng mà cứ mà hễ mà đi ra ngoài ấy, gặp những người lạ ấy, gặp những người mà mình ở ngoài, đúng không? Mình đi ra ngoài mình đổ rác thôi ấy, là mình lại phải mặc bộ quần áo khác cho nó chỉnh tề hơn. Đúng chứ? Đấy, mà con nhớ này. Với các chủ ngữ, các con chỉ nhớ là với các chủ ngữ I, you, we, they thì mình cộng với cái từ have nguyên thể, là cái từ mà nó có sẵn như nào làm thế. Còn khi mà với cái các chủ ngữ mà he, she, it hay là chủ ngữ số ít á, thì các con cứ coi như là các con đi ra ngoài và chuẩn bị gặp nhiều bạn ấy. Các con chuẩn bị đi ra ngoài ấy, cho nên là con phải tươm tất một chút ấy. Thì con phải chia, con phải thay đổi, đúng không? Con phải thay đổi, con phải mặc quần áo khác. Thì cũng cái bạn cái chữ có này, cái bạn have này cũng phải mặc cái bộ khác. Đấy, thì các bạn mặc một phát lên đây là các bạn thành chữ has luôn. Đấy, các bạn mặc quần áo khác ấy là các bạn thành chữ has luôn. Đó, hiểu chưa? Has nó vẫn là quần áo, vẫn mang nghĩa là có, vẫn mang nghĩa là có đúng không? Nó vẫn là có. Vẫn là có, vẫn có nghĩa là có, nhưng nó chỉ khác về hình thức thôi. Đúng không nhỉ? Và các con nhớ nhá, cái này rất là quan trọng nhá. I have, you have, we have, they have. Và bên cạnh, khi mà có các chủ ngữ số ít là một ấy, he has, she has, it has, nam has, linh has. Ok. Nào, có thắc mắc là không nào?
Ok. Há là ít à cô? Has là số ít. Nào cô sẽ giải thích nha. Không phải has là số ít mà has sẽ đi với chủ ngữ là số ít. Đúng rồi. Has sẽ đi với chủ ngữ là số ít. Ví dụ has đi với he. He là anh ấy. Anh ấy chỉ có một người đúng không? Cho nên là he has với đi với chủ ngữ là số ít. Đúng không? Has sẽ đi với chủ ngữ là số ít. Has sẽ đi với chủ ngữ là số ít. Và ở đây á, là chữ ít này là nó và chỉ là một thôi. Has sẽ đi với chủ ngữ là số ít. Đấy, con nhắc đi nhắc lại nha. Has sẽ đi với chủ ngữ là số ít. Ví dụ như tên riêng này, mỗi một bạn nam đúng không? Bạn Linh đúng không? Rồi. Cô ơi, nhớ nha. Have đi với chủ ngữ là số nhiều và có thêm từ I nữa, mặc dù I là một người chỉ bản thể mình thôi nhưng nó vẫn đi với từ have. Và cô đã giải thích vừa nãy rồi. Còn has thì đi với chủ ngữ, đi với chủ ngữ luôn song song đồng hành với chủ ngữ là số ít. Ok. À ha. Cô sẽ xóa bảng đi nha. Đây, xóa bảng một chút nha. Để mình liệt kê lại một chút nào. À, là lại nào. Nhớ cho cô nhá. Có I, you, we, they. Đúng không? Riêng cái you, we, they nó đã là chủ ngữ số nhiều rồi thì nó cộng với cái từ have, were giữ nguyên thì nó là điều nghiễm nhiên. Và các con nhớ thêm một trường hợp nữa là ai thì cũng đi với have, đúng không? Các động từ này giữ nguyên, đó, không phải thay đổi gì. Còn với các chủ ngữ số ít, ở đây là một này. He, she, it, hoặc là bạn nam, hoặc là bạn Linh, đúng không? Thì sẽ đi với, tất cả những cái chủ ngữ này sẽ đi với từ has. Đấy, còn từ này đi với từ have đúng không? À, ok. Nào, lại nha. Rồi rồi, tốt lắm nào. Yes, ok, tiếp tục nha. Rồi, ngoài từ have ra, cô có những từ khác, cô có vài từ khác, cô có một vài từ khác là cô có bốn từ khác đúng không? Nào, cô có see, là look at the board, look at the board. Ok, ngoài từ have ra, cô có bốn từ khác, cô có bốn từ khác nha, cô có bốn từ khác này, các bạn có nhìn thấy không? Cô có bốn từ khác, nào các bạn có nhìn thấy trên bảng không? Các comment cho cô nào. Có nhìn trên bảng không nhỉ? Say yes cho cô nào, có thấy yes không? Yes, ok, tốt rồi. Chả thấy các con tới đâu, các con phải comment thì cô mới biết là các con vẫn nhìn đến nhá. Nào. Nào, cô có các từ như sau. Have có, thì cô có từ see. See. Nào, see, nhìn. Còn cái từ she là cô ấy, còn see nhìn. See, I see đúng không? Tớ thấy, tớ nhìn thấy. À, smell, smell, one more time, smell, smell, hít ngửi. Ok, nào các bạn dùng gì để smell? Chúng mình phải dùng cái gì để smell nào? Smell, just smell it. Ok, con, yes. Các bạn dùng gì để ngửi? Comment cho cô nào. Cô có dùng tai ngửi không? Ears? Dùng tai ngửi hả? Dùng tai để ngửi hay dùng gì để ngửi? Các con comment cho cô nào. Dùng gì để ngửi? Nose, mũi. Yes, chính xác. Yes, nose, ok.
Ôi yêu quá. Nose. Okay, great. Okay. Thế còn từ taste. Okay. Phát âm lại nhá. Taste. Taste. Nếm. Okay. Nếm. Các con dùng gì để nếm nhỉ? Để nếm xem là kem nó ngon không? Nếm. Dùng gì để nếm? What? Taste. I taste with my. Ăn gì? Nào, các bạn dùng gì để nếm nhỉ? Nếm thử nhỉ? Mouth. Yes, exactly. Mouth. Mouth. Ok, mồm miệng. Yeah, mồm miệng. Yeah, ok, mouth. Các bạn dùng mouth. Đây, bạn này dùng mouth để còn nếm kem, đúng không? Kem rất là ngon rồi, giờ này mà bạn nó thành kem. Taste. Tốt rồi, các bạn đọc theo cô nào. Taste. Now, the last one. Bạn cuối cùng. Bạn cuối cùng này. Bạn ấy đeo cái gì à? Bạn đeo cái gì ấy? Bạn đeo gì nhỉ? Bạn đeo cái gì này? Bạn đeo gì đấy? Oh, thank you Đoàn Bách ha. Thank you Đoàn Bách. Bạn đeo cái gì đây? Bạn đeo tai nghe đúng không? Earphone, chính xác rồi. Bạn đeo tai nghe để bạn gì đấy? Mà cô suốt ngày hò hét các bạn đầu giờ là phải đem tai nghe ra để làm gì đấy? Để hear, đúng rồi. Để hear, nghe, ok. Hear, ok, tốt lắm. Hear. Các bạn đọc theo cô nào. Hear. Hear, ok. Hear. Ear, hear. Ear, tai. Hear, nghe. Dễ không? Đầu tiên, eyes, mắt. See, nhìn. Nose, smell. Mouth, taste. Ear, hear. Great. Nào bây giờ mình nghe một chút nha. Mình dùng ear để mình hear một chút nha. Page 32. Activity 13. Look, listen, and say. 1. See. 2. Smell. 3. Taste. 4. Hear. Ok, các bạn nghe một lượt rồi đúng không? Nào bây giờ mình sẽ vừa nghe đến từ đấy và mình vừa sử dụng động tác nhá. Nào sẵn sàng chưa? Tay chân đâu? Giơ tay giơ chân lên nào. Giãn cơ nào. Chuẩn bị nhá. Nào, raise your finger. Giơ tay lên. Yes, ok. Yeah, I see all your finger. Mặc dù Hoàng Hiệp giơ tay rồi này. Ok, Đinh Hoàng Bảo, raise your finger. Hiến đâu? Finger, con đâu? Yeah, Trần Duy Phong, finger đây rồi. Ngọc Anh đâu rồi? Hoàng Ngân đâu rồi? Yeah, fingers. Nào, cô cầm cái finger các con rồi. Cô đang nhìn đấy, cô đang lướt một vòng đấy. Cô đang lướt một vòng đó nha. Đang lướt một vòng này. Ok, raise your finger. nhìn thấy các con đứng rồi nha. Ok, nào, bắt đầu nào. Page 32. Activity 13. Look. Listen and say. 1. See. See. 2. Smell. 3. Taste. 4. Hear. Okay. Lại một lần nữa nào. One more time. Làm cho cô nhá, đọc to này. Mặc dù cô không mở mic các bạn nhưng mà cô vẫn đang nhìn ở trong màn hình xem bạn nào đang đọc theo đó. Ok, one more time, yes. Page 32, activity 13. Your hand, your finger. Look, listen and say. 1. See. 2. Smell. 3. Taste. 4. Hear. Ok, tốt lắm cả lớp. Thank you. Làm tốt lắm.
Rồi, rồi. Ok. Nào bây giờ nha, với các động từ này thì mình sẽ làm tương tự nha như vừa nãy nha. Mình có từ see đúng không? Rồi. Bây giờ cô muốn nói là tôi thấy này, bạn thấy này, chúng tôi thấy này, họ nhìn thấy này, rồi làm gì nhỉ? Anh ấy nhìn thấy, cô ấy nhìn thấy này, nó thì thấy cái gì này, rồi là Nam hay Linh nhìn thấy cái gì rồi đúng không? Nhìn thấy cái gì? See, see, okay, see, I see, I see. See you. Cô nhìn thấy các con không? I see you. Okay. À, cô đang nhìn thấy các con nha. Cô đang nhìn thấy Phoenix đúng không? Có bạn nào thích Phoenix and First đúng không? Để cái nickname Phoenix này. À, cô đang nhìn thấy anh Khoa. I see anh Khoa. Okay. I see anh Khoa in yellow t-shirt. I see Việt Phương. I see Mỹ Nhung. I see Hà Bảo Anh. I see Vũ An Nhiên ha. Where is your finger, Vũ An Nhiên? Where is your finger? Can you show me your finger? Cô nhìn thấy An Nhiên bị gọi giật mình. Okay, I see Thúy An. I see Bảo Ngân. Okay, I see Zafat has a cat. Zafat has a cat. Oh my God, you're so sweet. Okay, cô nhìn thấy nha, Văn Ngọc Ngà rồi này. Okay, rồi nào, cô sẽ tắt cái này đi. Nào, bây giờ. I see. Nếu mà cô nói là cô nhìn thấy một con mèo không? I see a cat. Okay. I see a cat. Cô nhìn thấy một con meo meo. Bạn thấy một con mèo. You see a cat. Okay. You see a cat. Tiếp tục nào. We see a cat. Thấy, đúng không? Và they see a cat. Tớ thấy một con mèo này, bạn thấy một con mèo này, chúng mình thấy một con mèo này và họ thấy một con mèo. Đúng không? Thì từ see này nó vẫn giữ nguyên giống như từ nguyên bản, nguyên gốc đúng không? Từ này người ta gọi là cái từ nguyên gốc. Đấy, không có cái sự thay đổi, không có cái sự nhào nặn, không sự biến đổi gì cả. Nhưng mà như vừa nãy cô dạy ý, đúng không? Nhưng mà vừa nãy cô dạy thế nào nhỉ? Đúng, nhưng mà đối với các từ như kiểu là he chủ ngữ số ít, she cô ấy chủ ngữ số ít, it nó chủ ngữ số ít, và Nam hay là Linh cũng là chủ ngữ số ít, thì đã có sự khác biệt gì nào? Comment cho cô nào, nhìn thấy sự khác biệt gì nào? Khác biệt gì? Nhìn thấy khác không? Nó có sự khác biệt gì? Nó có cái gì đấy? Nó có cái gì thay đổi đấy? Nó có sự gì thay đổi nào? Thêm S, đúng rồi, thêm S vào đằng sau, tốt lắm Hiền Thục. Tốt lắm Lương Hà An. Tốt lắm các con. Đâu rồi xem nào. Thêm S. Rồi Phúc Lâm tốt lắm. Thêm S. Chính xác. Thêm S Văn Ngọc Ngà. Chính xác. Rồi cô xem nào. Cô xem nào các cái độ. Đấy Hoàng Ngân này. Rồi. Dạ yeah, rồi. Đã các bạn bắt đầu. Bắt đầu nhìn ra đúng không? Ui bắt đầu tự nhiên. À ôi đúng rồi. Nó thêm S. Rồi các bạn comment cho cô này xem để biết nào. Xem để biết nào. Thêm S đúng rồi các con ạ. Thêm S nha. Đối với những chủ ngữ số ít như he, she, it hoặc là tên riêng Ngọc chẳng hạn. Đó. Thì các động từ như thế này thì mình phải thêm S vào đằng sau. Ok. Thêm S vào đằng sau đúng không? Nào đọc theo cô nha. Bây giờ cô gọi một bạn nào. Một bạn nào. Cô gọi một bạn nào. Cô sẽ lướt qua một vòng. Đâu các con raise hand cho cô nào. Xem nào raise hand nào các bạn nào. Quang Minh Khánh. Rồi ô Quang Minh Khánh đâu. Quảng Minh Khánh á. Quảng Minh Khánh à. Hello Quảng Minh Khánh nào. Quảng Minh Khánh mở mic nào. Yes hello. Hello good evening. So
Cô muốn Quảng Minh Khánh cục và cô nhá đều đọc nha. Bây giờ Quảng Minh Khánh sẽ lấy ví dụ cho cô. Ok. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ok, yes. Bây giờ cô sẽ nói, cô sẽ nói tiếng Việt và con sẽ nói tiếng Anh, được chưa? Được không? Sẵn sàng không? Sẵn sàng nhá. Bây giờ cô sẽ nói nhanh đấy. Cô ấy thấy một chiếc bút. Các bạn comment nhá. Hả? She? Ơ, cô không nghe rõ. Cô ấy. À, bạn bảo là she pencil á. Các bạn comment cho cô nào. Các bạn mà chưa được gọi comment cho cô nào. Nào, cô ấy này. Thấy này. Một cái bút. Đúng không? Nào, các con làm đúng cho cô nào. Cô ấy. Chủ ngữ cộng động từ nào. Cộng với tân ngữ nào. Cô ấy này. Thấy này. Một cái bút. Con sẽ nói như nào? Thấy là see đúng không? Thấy. Cô ấy thấy một cái bút. Ơ, bạn bị tắt mic rồi đúng không? Hello? Hello? Hello. Yes. Hello. Ok. Bạn, cô ấy là gì nhỉ? She đúng không con? Được she. Ừ, thế thấy là gì nhỉ? She. She. Ờ, mà với chủ ngữ là she thì mình phải thêm. Thêm gì đây con? Ờ, chính xác. She sees. Đúng không? Đã thích cái bút là gì? Một cái bút thôi. Pencil. Một cái bút thôi cho pen đấy nhỉ? Một cái. Ờ, đúng không? Pen. À. Đây. She sees a pen. Con đọc lại cho cô nào. Repeat after me. She sees a pen. She sees a pen. Nào con phải đọc nào giống như kiểu mà con tên, ví dụ cô tên là Ngọc ấy, mà cô mà không đọc dấu nặng ấy, thì nó sẽ thành cái gì nhỉ? Ngọc à? Ồ, từ không có nghĩa đúng không? Nó giống như việc mà cô tên Ngọc này, mà cô không có dấu chấm á, đúng không? Cô không có dấu chấm thì con có đánh vần được không? Thì tiếng Anh cũng thế. Nếu mà con không đọc rõ âm gió thì người ta sẽ không biết là trường hợp nào đúng không? Người ta sẽ không biết là trường hợp nào đúng không? Rồi thì sẽ phải đọc nào. She sees a pen. She sees a pen. Nào con đọc rõ nào. Sees. Sees. Rồi tốt lắm. She sees a pen. She sees a pen. Sees. Sees. Rồi, tốt lắm. Rồi, thế cô gọi một bạn khác nữa nha. Cảm ơn con nha. Thank you. Thank you bé. Em nào, bạn milk, bạn sữa nào. Bạn sữa đâu nhỉ? Bạn milk. Milk. Bạn milk, mở mic cho cô nào. Ok, bạn nào nhỉ? Bạn bạn gì ta? Bạn gì ở trong này đây? Bạn nào giơ tay cho cô nào? Hi, hi, raise your hands. Bạn Lê Gia An nào? Bạn gì đây? Bạn Ngọc Ngà, bạn Bảo Ngân. Bạn gì nhỉ? Sao chạy nhiều quá nhỉ? Cái Ngọc Ngà xem nào. Ok. Yes, I'm here. Okay, Ngọc Ngà. Yeah. Hope to see you soon. Huh? So, hôm nay này mình có từ see. Mình sẽ có những chủ ngữ số ít, số nhiều và chia từ ngày đúng không? Rồi. Thì bây giờ cô sẽ hỏi Ngọc Ngà nha. Họ thấy một cô gái. How can we say English? Nào bắt đầu từ nào mình phân tích câu nhỉ? Họ thấy
They see. Yes, họ thấy đúng không? Đấy, con phải nhớ này, họ thấy ấy, thì là they see rồi đúng không? Yeah. Thế they see cái gì? Một cô gái. They see a she. They see a girl. Cái từ mà dịch là cô ấy, các thứ nó ghi là làm chủ ngữ thôi đúng không? Nó để xưng hô mà. Nó để xưng hô thôi nhá. Đúng không? Nó để xưng hô thôi. Chứ còn khi mà mình nói những cái thứ ở đằng sau mình phải dùng từ để chỉ dùng người, dùng vật. À, mà một cô gái trong tiếng Anh là a girl đúng không? Girl này con biết từ này không? Các bạn biết từ này không? A girl. G-I-R-L. A girl. Đó. They see. They see gì con nhỉ? A girl. Chính xác. They see a girl. Và từ see này đúng không? Bởi vì là mình đang đi với một cái chủ ngữ số ít hay số nhiều đây con? Số nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì họ là có từ hai người trở lên đúng không nhỉ? Cho nên là see để nguyên. Đúng không? Con gái giỏi lắm. Rồi, tốt lắm. À, Ngô Ngọc Anh à? Ngô Ngọc Anh à? Ngô Ngọc Anh này. Đây là cô gọi nốt vào một bạn Ngô Ngọc Anh đấy nhá. Ok. Ngọc Anh, can you... À, Ngọc Ngà tắt mic. Ok nhá. Ngọc Ngà tắt mic cho cô nhá. Cô không tiện tắt mic. Ok. Hello, Ngô Ngọc Anh. Yes, ok. Now... Bây giờ cô muốn Ngọc Anh giúp cô dịch sang tiếng Anh nhá. Mặc dù là cô không thích để cho các bạn dịch đâu, nhưng mà các bạn dịch thì sẽ hiểu hơn được chưa? Bây giờ cô sẽ nói nhanh để cho con bật ra bằng tiếng Anh nhá. Rồi. Nó thấy một cái cốc. Nó thấy một cái cốc. Nó thấy một cái cốc. Nó đã thấy sees nào một cái cốc. Biết cốc trong tiếng Anh là gì không? Các bạn comment cho bạn để giúp đỡ bạn nào. Cup. À, chính xác rồi. A cup. Nào, it sees a cup. It sees a cup. Chính xác rồi, nhớ nha. Thì đơn giản là tóm lại là trừ cái từ have ra, nó giống như kiểu trường hợp đặc biệt ấy. Thì với những động từ này, như kiểu nhìn này, hôm nay cô dạy có con 4 từ đúng không? Nhìn này, ngửi này, nếm này, và nghe. Thì khi mà đi với các chủ ngữ mà chỉ có một người ấy, chủ ngữ một người như kiểu he này, she này, it này, nam này, hoặc là linh này, thì mình chỉ cần thêm s vào sau cái động từ. Động từ là chỉ hành động á, ví dụ như là múa này, hay là nhìn này, hay là ngửi này, hay là nếm này, hay là nghe này, hay là gãi đầu này, hay là chạy, hay là bơi này. Đấy, người ta gọi là động từ đúng không? Hành động đúng không? Những từ chỉ hành động, người ta gọi là động từ. Đó. Thì khi mà đi với các chủ ngữ như này thì mình sẽ thêm SC vào sau động từ là những từ chỉ hành động đó. Và tương tự, cô có những từ sau về làm bài tập nhá. Các con chuẩn bị này. Các từ sau sẽ làm bài tập này. Cô có từ smell cũng là bài tập lần này này. Smell này. Đó. Còn từ taste, từ hear nữa, đúng không? Sẽ là bài tập nha. Thì cô sẽ gửi bài tập sau nha. Cô sẽ gửi bài tập sau cho các con được không? Ok. Cô sẽ gửi bài tập sau cho các con. Và bây giờ cô xem nào. Is he a cup? Is he cups? Nhớ nha. Mình tóm lại một chút. Đấy. Thì chỉ cần... là những chủ ngữ số ít thì mình sẽ phải thêm s vào đằng sau động từ. Nào, nói lại nào. Với những chủ ngữ bình thường
như là I, you, we, they. Đó, thì mình sẽ cộng với những từ chỉ hành động mà bình thường thế này thôi, đúng không? Có gì dùng đấy. Nhưng mà với những từ he, she, it, đấy, những từ chỉ số it thì mình sẽ phải thêm s vào đằng sau động từ. Chỉ thế thôi. Và tương tự, mình sẽ làm cho cô ba từ tiếp theo và cô sẽ gửi bài tập ở trên nhóm nhá. Và các con sẽ điền và làm cho cô nhá. Và bây giờ cô sẽ start share nào. Cô sẽ start share cho các con nào. Rồi. Ok, bởi vì là cô vào lại cho nên là cô sẽ không có background đằng sau. Đây là phòng cô chưa? Rồi, cô sẽ gửi bài tập lại vào trong nhóm cả lớp nhá. Bởi vì cũng muộn rồi. Bây giờ là 9:18 rồi và các con của cô thì cũng đang rất là sleepy, đúng không? Rất là tired. Vì vậy cô xin lỗi cả lớp vì hôm nay cô đã bị lỗi Zoom. Và hẹn cả lớp vào thứ hai tuần sau nhá, được không nhỉ? Ok, good night. Đây cô sẽ mở cho các con nhá. Mở mic cho các con nhá. Good night everyone. Bye teacher. Good night everyone. Good night. Monday, I will see you again. Goodbye. Practice and wash your face and go to sleep. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.